lâu thế nhỉ? Đã hết rồi mà. Trời ơi sao lâu vậy? Anh tưởng là em phải lấy cớ đi rửa khoai để ra đây gặp anh đấy. Thế có chuyện gì? Hôm nay có một chuyện rất là quan trọng nói với em. Cưới của hai chúng mình. Nỡ mà, có chuyện gì thì nói luôn đi, làm người ta sốt hết cả rồi. Cưới nàng, cưới nàng, cưới nàng. Anh toàn dẫn voi, anh sợ quốc cấm nên voi không bàn. Dẫn trâu, dẫn trâu, sợ họ máu hạt. Dẫn bỏ sợ họ nhà nàng co gân. Miễn là, miễn là, miễn là và thú bốn chân. Dẫn con, dẫn con, dẫn con chuột béo mời dân mời làng. Chà, dân thế em lấy làm sao? Nỡ nào em lại phá ngang như là người ta sợ thách cả. Nhà em thách cưới một nhà, một nhà. Nhà gì đấy? Một nhà khoai lang. Một nhà khoai lang à? Thách cưới một nhà khoai lang à? Củ to em để mời làng, còn những củ nhỏ họ làng ăn chơi. Bao nhiêu củ mẻ chàng ơi, để cho con trẻ ăn chơi giữa nhà. Bao nhiêu củ dím củ hà, để cho con lợn con gà nó ăn. Chàng theo tình con thấy có được không? Nàng tính vậy thì tốt cho gia đình anh quá. Anh sẽ về anh thưa chuyện với cha mẹ để đưa nàng về dinh. Chắc bây giờ cũng muộn rồi, thôi nàng về đi. Đi luôn à? Quay lại chào khán giả đó chứ. Vâng, tiệc tuần của chúng em đến đây là kết thúc ạ.